cá chích được con thủy quái quá to luôn mọi người ơi. Siêu to khổng lồ luôn. Đó. Thủy quái cái này là con thứ hai. Đó. Sát luôn thấy nguyên con á, mình thấy. Quay thấy nguyên con luôn. Thấy chưa? Đây để mình lấy cái thao, ý cái thùng chứ, đây cái thùng này bỏ vô, này giờ lên coi cái cây, đó, bả luôn mọi người. Dừng nghe hai. Có cao hả? Không. Có không? Có. Má nó đâm tịt mà nó cuối như thế này, nó không thấy nó ra. Lâm rồi không tới góc bển luôn. Té là không tới góc bển luôn rồi. Té cái mấy thạch thành đang bâu luôn. Rồi ngâm đây luôn. Chút kéo cắt đi. Cá dính được con thủy quái quá to luôn mọi người ơi. Siêu to khổng lồ luôn. Đó. Thấy không? Đó. Đó, thấy chưa? À, cá lóc kiến khổng lồ luôn nè. Mình đâu quen cá đâu. À, gỡ ra không được nữa nè, gai gốc không à. Rồi lủng. Lủng luôn. Cá to nha mọi người. Được con cá nữa nè mọi người. Cá này hiếm lắm nghe. Chói luôn. À cá rùa biển. Có còn con nào nữa không? Trời ơi sao ấp không vậy? Ô được con nữa mọi người ơi. Đó. Cá chê, cá chê. Đây là con cá chê nha. Con chê gì vậy ta? Ô được trái dừa. Vừa lỏ ơi, vừa lỏ rồi. Hả? Rồi hết rồi mọi người ơi.
Anh quay. Mời đi sớm chút nữa. Trời dính cá mà mệt quá. Dính con thủy quái quá to luôn nè mọi người. Thủy quái cái này là con thứ hai. Thấy nguyên con á, đừng thấy. Quay thấy nguyên con luôn. Thấy chưa? Mọi mặt cho mọi người xem. Đây để mình lấy cái thao. Ý cái thùng chứ. Đây cái thùng đây. Bỏ vô. Hãy giờ lên coi cái cây. Đó. Cái bả luôn mọi người. Ê, thành quả hôm nay mình chạy được nhiêu mọi người? Cá lóc siêu to khổng lồ luôn nha. Và một con cá chê siêu to khổng lồ luôn đó. Cá chà bá lửa mọi người. Cá nướng mọi người, cá ngon quá. Hôm nay thành quả mình đi chạy mới nướng trước. Hôm nay mình chạy dính được mớ cá rồi mọi người. Giờ mình nướng, có đống lửa than của ai ở đây sẵn. Giờ mình đốt, mình nhúm lửa lên lại, cái mình đốt lửa lại, cái giờ mình nướng cá lóc nha mọi người.
Rồi cá chín nè mọi người, cá lóc chín nè, nó ngon quá. Đó. Rồi. Cá chín nè mọi người. Rồi cả nhà ăn cá lóc nướng với mình nha. Dạ. Mời cả nhà ăn cá nướng nha. Cá nướng nè. Đốt gồm đốt cây lá cây. Cháy đen cháy đỏ hết mọi người. Ui, cá có trứng chà bá luôn nè mọi người. Ồ, ui, dẫn không? Các bạn có yêu mến kênh của Quỳnh Đức Mộc Vlog, cho mình một like, một share, một đăng ký nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người. Quá đã mọi người. Cá nè, trắng tươi ha, ngon. Cá mình dài dính được 8 lạng mọi người. Quá trời ngọt mà béo nữa mọi người. Nhức nách luôn. Ăn tới chảy mũi luôn. Quá đã.
ngồi dưới bóng cây này mát thiệt mọi người, không có nắng, gió hù hù mát như ở máy lạnh luôn. Con cái hơi có thương. Thương nhiều quá mọi người. Đến đây video cũng đã kết thúc rồi mọi người. Lần nữa Quỳnh Đức Một Vlog gửi đến cô chú anh chị em bạn bè gần xa và khán giả của Quỳnh Đức Một Vlog một lời chúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất và thành công trong cuộc sống, may mắn thật nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Các bạn thấy hay cho mình một like, một share, một chia sẻ, một đăng ký. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Và hẹn gặp lại video tiếp theo mọi người. Bye bye. Chào mọi người nha.